Hello, em Hiệp xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay ra đồng đánh cò đây anh em ạ. Vừa mới giăng đồ xong. Giờ hơn 5 giờ rồi. Giăng đồ xong rồi anh em ạ. Đây lều đây. Lều mình hàn bằng 4 cái khung sắt nhá. 4 cái khung sắt. Còn cò bãi ngoài kia. Có cái gậy quay mà trẻ trâu trẻ bò lấy mất rồi sao anh em ạ. Đây keo em cắm đây anh em ạ. Đấy cắm con cò giá này ngoài kia. Em cuối kia là em cò trắng này. Còn lốm đốm đây là cò xốp. Đây em cò giật này. Ba em có giật ở mé lúa này. Đấy, cắm keo này. Keo anh em không cần cắm dày lắm nhé. Cắm độ khoảng 1,5 gang. Đấy, đường này em rộng tầm 1,5 m, 1,6 m. Em cắm 4 hàng. Cái chiều ngang này là chiều ngang này anh em cắm rộng ra một tí cũng được. Còn cái chiều dọc chiều vậy là anh em cắm dày lên. Em là em cứ cắm thẳng hàng. Cắm thẳng hàng để lấy lối đi lại. Đấy. Vì nó có vết hai bên này. Xuống là dính hết chứ không sợ lọt chìa anh em ạ. Nhìn nó thưa thế thôi. Nhưng con cò cắm dày quá nó sợ nó không xuống. Cò ngoài bãi đây. Tí có cò em quay cho anh em xem nhá. Giờ đang còn tối trời quá. Có. Ngóng cái gì đây? Có. 5:30 rồi anh em ạ. Sáng trời rồi nhưng mà chưa có cò đi. Ôi trời. Cò kìa, cò trong kìa. Có một em có chỗ mà đánh không được anh em ạ. Cò nay đi hai tốp đi trong gieo lúi này, ngược từ đằng trong ngoài ra này. Cò như mùa này là em đón cái lánh cái lối đi này, đi từ đây về này là hướng bắc này. Với đằng trên kia xuống là hướng bắc. Còn đằng này thì ở trong hồ kia nó quện gì có gió may nó mới vòng ra, nó vòng lên đằng trên này là đi toàn bộ trong cái gieo lúi này hết. Chỉ lúc nào mà kéo có đàn nó chịu nó theo ra thì nó mới ra thôi. Còn nó ngược nó đi đúng lối thì nó mới ra như vậy. Đón cái hướng này về này. Mới lại chếch đây vào này. Nay cho móm rồi anh em ạ. Mới được có một em cò đó, bé lắm. Vừa hạ xuống xong. Có cái gậy quay mà trẻ trâu trẻ bò nó lấy mất rồi anh em ạ. Không quay được. Đấy, mới được có một em thôi. Trời u ám lắm. Trời âm u này mà không có cò phí quá. Cò xuống anh em ơi. Một cháu. Có.
có. Có. Có. Sao vừa rồi được hai em anh em ạ? Hai em có bự. Hai em có lon. Đây viết trong lòng đây. Trong túi đã được một con. Hay là ba con. Cái đàn vừa rồi đấy có 5-6 con ngược từ đằng núi ra mà không biết là đi đâu mất mấy con, còn có 3 con nó quẩn xuống là 2 con anh em ạ. Này gặp mấy đàn, 2 đàn đi trong núi không kéo được. Bắt mấy con cỏ lẻ anh em ạ. Trời này đẹp vậy.